Hi hi hi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Lỗ Béo Studio. Kể ra là set 1 hạch tông pastel này của Himi ra mắt cũng khá là lâu rồi, mà giờ thì Lỗ mới có dịp unbox và làm bảng màu mọi người ạ. Khác với các phiên bản basic có nhiều loại vỏ hộp thì set pastel sẽ có vỏ màu tím mộng mơ, mỗi pen màu vẫn có khối lượng 30g. Các bạn hãy cùng Lỗ bóc từng pen màu để thấy rõ hơn về bảng màu nha. Cái nắp màu thì vẫn khó bóc như ngày nào mọi người ạ. Ngồi bóc lại nhớ đến video review set mộc thạch 56 màu của hãng Mary's, bóc mỏi tay luôn ý. Dành cho bạn nào chưa biết thì pastel là những tông màu phấn đem lại cái cảm giác nhẹ nhàng và dịu mắt. Tông màu pastel được ứng dụng rất là nhiều trong thiết kế vì sự trung tính và dễ phối màu. Các bạn có thể thấy là một số hũ màu sau khi bóc vẫn còn đọng lại một lớp keo màu vàng bên trong. Các bạn yên tâm là màu không có vấn đề gì cả, mà đây là dung môi để giữ ẩm và tạo độ dày cho màu nhé. Nguyên nhân là sau khi màu được đánh đều, chiết từ máy ra hũ, đóng gói và đến tay người sử dụng thì sẽ tốn một khoảng thời gian nhất định, khiến cho màu và dung môi bị tách ra. Tùy từng mã màu mà sẽ có độ tách keo khác nhau, kiểu phản ứng hóa học ý. Cái này thì Lỗ cũng không rõ lắm vì hồi trước Lỗ đội sổ môn hóa mọi người ạ. Chúng ta có thể giữ nguyên hoặc trộn lại keo và màu mà không làm thay đổi tông màu hay là màu của sản phẩm. Lỗ sẽ thử đánh màu trắng cho mọi người xem nha. Mọi người có thể thấy là không hề có hiện tượng đổi màu luôn. Lỗ chót đánh một mã màu rồi giờ xếp màu vào khay nhìn lạc loài quá nên là tiện tay đánh cả bộ màu luôn. Có khá nhiều mã tách keo ở đây, Lỗ sẽ đánh cho mọi người xem luôn nhé. Mọi người có thể sử dụng trực tiếp luôn hoặc là đánh lại màu đều được nha. Phần này thì phụ thuộc vào sở thích và style tranh của mỗi người ấy. Nếu mà mọi người vẽ tranh to cần lấy màu nhiều và nhanh thì có thể đánh màu trước để lúc mà lấy màu sẽ nhanh hơn và không cần pha ra khay quá nhiều. Còn nếu mọi người vẽ tranh nhỏ ít mảng lớn thì có thể dùng trực tiếp luôn. Khi đánh màu chúng ta cũng sẽ hao khá lượng màu bám lên dụng cụ đánh màu. Cây đánh màu Lỗ đang sử dụng trong video thực chất là cây chọc vải Lỗ mượn của bạn Zumel. Cơ mà hôm trước đăng story thấy nhiều bạn hỏi mua quá nên là Lỗ có bán luôn nhá. Link mua hàng Lỗ để phía dưới phần bình luận nha. Có một số mã màu sau khi đánh xong nhìn rất là mịn và lỏng, còn một số mã khác khá là đặc. Điển hình là mã xanh này, đánh màu to cả tay luôn ấy. Lỗ sẽ lấy nước và xô rửa cọ ba ngăn này để không phải chạy đi chạy lại nhiều. Do vẽ màu gouache khá là tốn nước nên dùng xô này thì siêu tiện luôn. Ây da, cuối cùng thì cũng được làm bảng màu rồi. Hôm nay Lỗ sẽ dùng cuốn Lỗ Béo Wandering Sketchbook 225GSM 30 tờ này để làm bảng màu và vẽ tranh luôn. Sổ có màu kem và vân ngang sần nhẹ. Lỗ sẽ bắt đầu từ màu trắng trước. Sau 4 năm kể từ video Lỗ unbox và test màu set basic thì chất màu vẫn không thay đổi. Do đây là các tông pastel vốn được pha khá là nhiều với màu trắng rồi nên là độ đục và độ che phủ khá tốt. Các tông có độ tươi sáng như là tông vàng và xanh lá mạ vì bản thân màu đã gần sát với các màu gốc cơ bản, không được pha với nhiều màu trắng. Các màu có màu gốc đậm đặc như là xanh, tím, nâu thường cho ra màu có độ che phủ cao hơn hẳn. Mặc dù là tông pastel nhưng mà bảng màu này có sắc độ khá rõ ràng, có thể sử dụng để phối và vẽ một bức tranh hoàn chỉnh mà không cần thêm màu từ bộ cơ bản luôn. Và thử thách chỉ dùng các màu trong set Himi tông pastel để vẽ tranh bắt đầu. Lỗ đã phác trước tranh bằng màu chỉ Uninano rồi. Để lên màu cho tranh thì Lỗ sẽ dựa vào sắc độ của các màu trong bảng màu. Với các bạn mới tập thì các bạn có thể kiểm tra bảng màu bằng cách chụp lại bảng màu. Sau đó thì vào phần mềm chỉnh ảnh bất kỳ nhé, chuyển ảnh sang chế độ trắng đen và xem kết quả. Mọi người có thể thấy là ở đây chúng ta sẽ có 3 màu tím, xanh dương và nâu có sắc độ đậm nhất. Sau đó đến các tông nhạt dần và sáng hẳn trong bảng màu. Căn cứ vào đó chúng ta sẽ áp dụng phương pháp sáng tối để tạo khối và chiều sâu cho tranh nha. Lỗ sẽ pha loãng màu để tô lớp nền lót trước, sau đó đẩy dần bóng lên. Lỗ thấy là có nhiều bạn mới tập vẽ thường hiểu lầm màu thạch Himi là màu nước.
Thực tế là một thạch Himi và các màu thạch khác thuộc dòng màu bột hay còn gọi là gouache hoặc là plaster, thiên về độ đục và mờ. Kỹ thuật tô thì hoàn toàn khác so với màu nước. Nếu màu nước, việc kiểm soát độ ngậm nước ở cọ là quan trọng, thì lộ thấy ở màu gouache chúng ta sẽ cần quan tâm đến kiểm soát lượng nước khi pha màu. Trường hợp thứ nhất là pha quá nhiều nước. Nếu mà pha quá loãng thì màu sẽ bị loãng và không có độ che phủ cao. Chúng ta chỉ nên sử dụng để tô lớp lót để mà sau có thể đắp các màu chính. Khi trồng nhiều lớp màu gouache mỏng lên nhau thì màu sẽ trở nên đục và nhìn khá bết màu vì màu không có độ loang. Từ đặc tính này của màu, chúng ta sẽ lựa chọn cách ứng dụng màu phù hợp nha. Có một lưu ý là chúng ta không nên dùng màu loãng trên mảng màu đặc vì khác với acrylic màu bám chặt vào giấy thì màu gouache sẽ dễ dàng bị nhấp màu khi mà gặp nước. Trường hợp 2 là pha quá ít nước. Nếu mà pha quá ít nước thì chúng ta sẽ khó đi được các nét dài, màu lên giấy cũng có khả năng bị bết và dồn màu vào một mảng. Nếu đưa cọ đi lại nhiều lần có thể khiến màu bị vón cục và dồn sang hai bên. Chúng ta có thể sử dụng màu pha ít nước để tạo một số hiệu ứng khô nhất định trong tranh hoặc là các lớp màu cuối cùng để đạt được hiệu quả cao nhất nha. Trường hợp cuối cùng là pha lượng nước chuẩn. Màu được coi là pha với lượng nước chuẩn là khi màu có độ đặc nhất định và lên giấy đều, mịn, không bị bết, vón cục do đặc quá hoặc là nham nhở do quá nhiều nước. Trên đây là lý thuyết và những gì mà Lỗ đã quan sát khi nghiên cứu và sử dụng chất liệu này thôi. Còn thực tế thì lúc Lỗ áp dụng được, lúc thì quên mất dùng như màu nước. Một số lần thì cứu được tranh, còn một số lần thì chấm ba chấm luôn. Để đạt được trạng thái này, chúng ta cần phải chăm chỉ tập và rèn luyện khá là nhiều. Nói chung bộ môn vẽ là bộ môn cần sự rèn luyện và nghiên cứu liên tục để có thể nắm bắt được các chất liệu và điều khiển theo như mình mong muốn. Nên là cứ cầm bút lên và vẽ thôi, đừng sợ sai hay là xấu, đặc biệt là đừng bỏ cuộc giữa chừng. Khi mà chúng ta vẽ đủ nhiều thì sẽ tự chắc tay hơn mọi người ạ. Bên dưới là phiên bản bạn bơ tay dài chân dài, có vẻ giống con gấu hơn là bạn bơ mất rồi. Nhìn có hơi kỳ nhưng mà thôi kệ đi mọi người ạ. Tranh này mình sử dụng cả kỹ thuật trong màu nước lẫn kỹ thuật của màu gouache. Sau khi sử dụng set này thì Lỗ thấy cũng khá dễ sử dụng, đặc biệt để vẽ mấy thứ kiu kiu dễ thương. Đặc biệt là bảng màu này có mấy tông xanh ngọc khá là đẹp mà mình không thấy có ở bản basic nhá. Còn nếu mà mọi người muốn đa dạng hơn thì vẫn cần phải phối với set cơ bản để có thể pha được nhiều sắc độ làm điểm nhấn hơn. Và video cũng đã khá dài rồi nên Lỗ sẽ kết thúc video ở đây. Các bạn có thể tìm mua các sản phẩm Lỗ Béo sử dụng trong video tại Họa Cụ Lỗ Store nha. Nếu mọi người muốn kênh review họa cụ nào thì hãy để lại comment xuống bên dưới và chúng mình sẽ làm dần nha. Đừng quên like, share video và subscribe kênh để tiếp thêm động lực cho Lỗ Béo ra được nhiều video hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. Bye bye!